Sắp đến ngày giỗ ông nội tôi rồi, xin mời mọi người hãy cùng điểm lại đám giỗ ông nội tôi qua từng năm. Trước tiên sẽ là đám giỗ ông nội năm 2017. Bây giờ là 18:15 ngày 17 tháng 8 năm 2017. Đám giỗ ông nội năm 2018. Gần 12 giờ rồi. Trời ơi.
2018. Hả? Mày không đạt được cái đấy. Có 98 vậy. Rồi, cho cái lỗi kia hả? Phải đạt đúng cấp cho cái lỗi em thịt. Cái này còn một lỗi cá mặn trà nha. Này quá, này khoảng chừng mấy ký. Đâu cũng được. Dạ, hơn 85 ký. Hai dĩa, hai dĩa. Dạ. Cái gỏi là một bụng ở đây, gỏi kia. Mình cho 4 cái chết. Đi được không? Bây giờ mấy mới về? Ừ, bây giờ đi được không? Anh nói 7 giờ mấy nó mới về. Đó, thằng Phúc nó đi không có được, có thằng Đông đi được thôi. À, rồi. Cảm ơn cậu. Đó, rồi. Trời ơi, đẹp, đẹp, đẹp. Ôi, ba. Rồi, rồi, cứ vậy đó. Cái gió cũng gì trời cũng đi nước không mấy ăn chưa có làm món nữa có làm món nữa để đổ lại đi ăn mà chứ để nó bố lại đi ăn luôn đi chơi được mà cậu này cũng vắng mà đúng không tao nói tính tiền bữa coi.
Đám giỗ ông nội năm 2019. Đám giỗ ông nội năm 2020. Ngay bây giờ sẽ là tiệc chay buổi trưa, còn tối nay sẽ là tiệc mặn. Đúng không Đạt? Bà nội nói đúng không? Không. 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 Không hả? Thôi hả? Ăn miếng gà nha. Ăn miếng gà nha. Ăn miếng không? Tiệc mặn bắt đầu. Vô nào.